Vâng, hello, xin chào tất cả các anh các chị. Vâng, và chào mừng các anh các chị đã tới với kênh Jodipan Vlog. Thì đối với cái kênh của mình chuyên cung cấp về thông tin tiểu sử, hoa hậu, diễn viên hay các nghệ sĩ. Thì ngày hôm nay xin cung cấp cho các anh các chị thông tin tiểu sử của hoa hậu Nguyễn Thị Loan. Thì hoa hậu Nguyễn Thị Loan giành được danh hiệu Người đẹp biển ở Hoa hậu Việt Nam năm 2010 và đã lọt vào top 5 của cuộc thi. Và đối với hoa hậu Nguyễn Thị Loan thì cô sinh năm 1990 và Nguyễn Thị Loan sinh tại tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam. Hiện tại thì cô sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Nguyễn Thị Loan đã giành được danh hiệu Người đẹp biển Hoa hậu Việt Nam vào năm 2010 và đã lọt vào top 5 của cuộc thi sau khi cô đoạt được ngôi vị Á hậu 2 của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Á hậu Nguyễn Thị Loan đã từng thi Hoa hậu Thế giới vào năm 2014 và đã lọt vào top 25 của cuộc thi. Nguyễn Thị Loan cũng đã từng tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2015. Cô hiện là giám đốc marketing của một thương hiệu mỹ phẩm tự nhiên. Nguyễn Thị Loan đã chia sẻ mình là người phụ nữ thử thách bản thân, rất thích làm những gì mình thích, mình thấy đúng dù có thể là không chung với quan niệm của nhiều người. Về cuộc sống gia đình của Nguyễn Thị Loan, người đẹp đã từng chinh chiến khá nhiều cuộc thi hoa hậu trong và ngoài nước, đã tâm sự rất mê khi đi thi hoa hậu hơn cả là việc yêu đương và lấy chồng. Sau 6 năm thì người đẹp quê lúa cũng đã hoàn toàn lột xác cùng với thân hình đạt chuẩn sexy của thế giới. Mới đây thì Á hậu các dân tộc Việt Nam Nguyễn Thị Loan vừa khiến cho người hâm mộ ngỡ ngàng khi các bức ảnh áo tắm bốc lửa của cô đã được hé lộ. Rất khác với một Nguyễn Thị Loan đen nhẻm cùng với vóc dáng còn thô trước khi bước vào nghề, thì cô gái Thái Bình cũng đã lột xác và trở thành một trong số những mỹ nhân có một số đo tiềm cận chuẩn vàng của thế giới. Nguyễn Thị Loan được sinh ra trong một gia đình nông tại Thái Bình. Năm lớp 8, cô đã bắt đầu tham gia vào đội bóng chuyền trẻ ở Hà Nội. Trong suốt khoảng thời gian là chủ công, cô đã từng giành được khá nhiều huy chương và các thành tích, nhưng mà sau đó bỏ nghề để mà đi học khoa kinh tế trường Đại học Thương mại. Nhìn lại các bức ảnh cũ thời đó, người ta cũng chỉ thấy bóng dáng của một cô gái thôn quê mộc mạc cùng với thân hình khá là thô như của một vận động viên. Ít có ai ngờ, năm 2010, khi tham dự vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, người đẹp lại gây ấn tượng mạnh khi đã lọt vào top 5 và cũng đoạt luôn danh hiệu Người đẹp biển dành cho mỹ nhân có một thể hình đẹp nhất. Đây chính là thành quả đến từ sự nỗ lực ép cân của Nguyễn Thị Loan. Trước khi cô đến với đấu trường nhan sắc lớn nhất tại Việt Nam này, cô đã từng áp dụng chế độ ăn rau củ quả cả ngày và cũng giảm được tới 10kg. Dù là vậy, ở thời điểm đó vì giảm cân nhanh và da mặt của cô cũng tái hơn, với vóc dáng có thon gọn hơn nhưng mà vẫn còn khá thô. Năm 2013, Nguyễn Thị Loan lại tiếp tục thử sức tại Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và đã đoạt ngôi vị Á hậu 2. Trong thời điểm này, thân hình của cô đã gọn hơn trước rất nhiều và đã lộ những nét mềm mại nữ tính khác với một vẻ thô sơ mộc mạc thuần túy trước đây như của một vận động viên. Dù là vậy, người đẹp Thái Bình vẫn còn chưa thực sự quyến rũ và nổi bật. Sau khi đã giành giải cao ở cuộc thi này, Nguyễn Thị Loan cũng dần có sự lột xác với một vẻ ngoài gợi cảm và hiện đại hơn. Cô đã bắt đầu được chú ý trên các sàn quát quát trong nước. Năm 2014, Nguyễn Thị Loan đã đại diện cho Việt Nam tới tham dự Miss World Hoa hậu Thế giới, một trong các đấu trường nhan sắc với một số hành tinh. Không quá trông rong cờ mở, nhưng mà Nguyễn Thị Loan bất ngờ đã lọt vào top 25 của cuộc thi. Ở thời điểm này thì cô đã có một số đo cực chuẩn là 90, 63 và 93 và đồng thời sở hữu chiều cao 1m76. Chưa dừng lại tại đó, năm 2015, mỹ nhân Thái Bình lại tiếp tục thể hiện niềm đam mê trên đấu trường sắc đẹp khi đăng ký tham dự vào Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Cô đã tiếp tục giảm 3kg đầy ấn tượng và đã được số đo 3 vòng tiềm cận chuẩn vàng là 89, 62 và 92. Dù cho chỉ dừng bước ở top 5 thì ấn tượng về một Nguyễn Thị Loan trưởng thành và chín mùi vẫn khiến cho không ít người nuối tiếc. Mới đây nhất,
thì người đẹp Thái Bình lại tiếp tục gây ấn tượng khi đã trở lại showbiz bằng một bộ ảnh áo tắm rất gợi cảm, khoe một đường cong hoàn hảo cùng với làn da nâu và nếp gấp đùi đã đạt tiêu chuẩn sexy thế giới. Có thể nói rằng trong những bức ảnh mới thì Nguyễn Thị Loan đã rũ bỏ hoàn toàn một hình ảnh quê mùa trước đây, thay vào đó chính là một vẻ đẹp năng động rất hiện đại và rực lửa. Vào tháng 5 đến thì cô sẽ tiếp tục mang các kinh nghiệm mà bản thân đã được truyền lại cho những thế hệ đàn em ở cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam 2016 tổ chức tại Quảng Ninh. Nguyễn Thị Loan đã lọt vào top 5 thí sinh được chọn chụp ảnh quảng cáo cho Miss Universe. Trên trang chủ của Miss Universe, Hoa hậu Hoàn Vũ đã bất ngờ đăng tải các thông tin và hình ảnh về 5 cô gái đã được lựa chọn để chụp ảnh quảng cáo trong một khuôn khổ của cuộc thi. Giữa hơn 90 thí sinh đã tham dự, Nguyễn Thị Loan đại diện cho Việt Nam đã được lựa chọn tham gia. Những gương mặt còn lại trong top 5 này là Hoa hậu Nam Phi, Bồ Đầu Nha, Thụy Điển và Israel. Nguyễn Thị Loan cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á đã có được vinh dự này.